BMW đã chính thức giới thiệu đến khách hàng Việt Nam 3 phiên bản mới nhất của dòng Series 3, mẫu sedan hạng sang thành công nhất trên toàn cầu của hãng trong hơn 40 năm qua. Thế hệ thứ 7 của BMW Series 3 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức và được phân phối với 3 phiên bản bao gồm 320i Sportline, 320i Sportline Plus, 330i e-Sport. Với mức giá bán niêm yết lần lượt là 1,899 tỷ, 2,179 tỷ và 2,499 tỷ đồng. Để xe có thể lăn bánh trên đường, ngoài mức giá niêm yết, khách hàng sẽ phải trả thêm một số khoản thuế phí khác như phí đăng kiểm, phí trước bạ, bảo hiểm vật chất, bảo hiểm trách nhiệm dân sự, phí bảo trì đường bộ, phí kiểm định và phí biển số. Trong đó, mức lệ phí trước bạ đối với ô tô con tại Hà Nội và 7 tỉnh thành khác như Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Quảng Ninh, Hải Phòng, Cần Thơ là 12%. Hà Tĩnh có mức phí trước bạ là 11%. Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực còn lại chỉ áp dụng mức lệ phí trước bạ 10%. Ngoài ra, tiền biển số cũng có sự chênh lệch đáng kể. Ở khu vực 1 sẽ là 20 triệu đồng, trong khi đó ở khu vực 2 thấp hơn nhiều với 1 triệu đồng và khu vực 3 là 200.000 đồng. Theo đó, giá lăn bánh của BMW Series 3 2020 phiên bản cao nhất 330i e-Sport tại Hà Nội sẽ được tính như sau. Giá niêm yết 2 tỷ 499 triệu đồng, cộng phí trước bạ 300 triệu đồng, cộng tiền biển số 20 triệu đồng, cộng phí đường bộ 1,56 triệu đồng, cộng bảo hiểm trách nhiệm dân sự 480.000 đồng và 340.000 đồng phí kiểm định. Tổng cộng sẽ là 2 tỷ 821 triệu đồng. Tiếp theo đó là 2 tỷ 466 triệu đồng cho bản 320i Sportline Plus và thấp nhất sẽ là 2 tỷ 149 triệu đồng cho bản 320i Sportline. Cũng với cách tính trên, giá lăn bánh của BMW Series 3 2020 tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ thấp hơn Hà Nội khoảng 40 triệu đồng do ít hơn về lệ phí trước bạ 2%. Cụ thể sẽ là 2 tỷ 771 triệu đồng cho phiên bản cao nhất 330i M-Sport, 2 tỷ 419 triệu đồng cho bản 320i Sportline Plus và thấp nhất sẽ là 2 tỷ 111 triệu đồng cho bản 320i Sportline. Lưu ý, giá lăn bánh tại khu vực 1, 2, 3 sẽ chênh lệch đến vài chục triệu đồng do lệ phí trước bạ và tiền biển số khác nhau. Hiện tại, BMW Series 3 đang được trưng bày trên tất cả các showroom của BMW ở Việt Nam.